mến chào quý vị và các bạn đến với một sông nước ban mai cuối tuần ngày hôm nay. Và hôm nay thì Quang Duy sẽ giới thiệu đến mọi người cách làm món bánh rất là ngon, đó là món bánh bò đường thốt nốt. Với những nguyên liệu rất là đơn giản cùng công thức dễ làm, chúng ta sẽ có được một món bánh bò đường thốt nốt vừa thơm, vừa dẻo và để được lâu. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và vào bếp cùng chị Thùy Dương, chủ tiệm bánh Homemade Maika, để xem quy trình chế biến món bánh này như thế nào nha. Chào chị Thùy Dương ạ. Chào Dạ chị ơi, để mà thực hiện món bánh bò đường thốt nốt này thì chúng ta cần chuẩn bị những nguyên liệu như thế nào chị? Mình có đường thốt nốt. Dạ. Và các nguyên liệu không thể thiếu: đường đen, nước cốt dừa, bột năng, một ít bơ, bột gạo, bột cacao, baking soda, sữa chua và một ít trứng gà. Những nguyên liệu rất là dễ kiếm trong đúng các siêu thị và trong các cửa hàng nguyên liệu bán bánh. Thôi mình bắt đầu đi chị ha. Đầu tiên thì chúng ta lựa cái đường thốt nốt loại dẻo. Dùng đường thốt nốt thì nó có cái độ thơm, mềm và nó không có ngọt gắt. Kế đến là đường đen để tạo hương vị cho bánh. Phần đường thốt nốt vào nồi á thì mình cho luôn cái phần đường đen vào để mình khuấy ha. Đợi cho cái đường nó chảy ra, nó sôi và nó chảy ra. Khi mà mình sử dụng đường thốt nốt này thì cái thời gian mình làm ra cái bánh này nó khác như thế nào so với bánh bò thông thường của mình chị? Những cái bánh mà hồi xưa giờ mình ăn á thì thường á là mình phải ủ khoảng 2 ngày, ủ trước khoảng 1 đến 2 ngày thì mình mới làm bánh. Còn cái bánh này á thì mình làm luôn, mình làm khoảng 30 phút là mình có thể nướng được luôn. Để đường của mình cho nó sôi khoảng 30 giây thì mình có thể đổ cốt dừa vào. Vậy thì theo chị thì món bánh này, công đoạn này là quan trọng để mà quyết định cái độ ngon của món bánh này chị? Nấu nước đường nó cũng là một cái công đoạn khá là quan trọng đó. Mình sẽ canh cái đường làm sao mà nó đừng có non quá mà cũng đừng già quá thì nó sẽ đắng cái bánh. Còn non quá thì cái màu nó sẽ không có được đẹp. Cho vào 8g bơ luôn nha. Cái nước đường này là coi như là mình đã cơ bản là mình nấu xong. Cái hỗn hợp nước đường của mình á, sau khi mà mình nấu xong á thì mình để nguội rồi mình sẽ mix tất cả vô một lượt luôn cũng được. Hỗn hợp mình đã xong rồi đó. Bây giờ mình ra khuôn và mình nướng nha Di. Mình đừng có đổ đầy cái khuôn quá, tại vì cái bánh nó còn nở nữa. Mình nướng là 160 độ 30 phút ha em. Chị Dương ơi, lúc này em đã nghe được mùi thơm của bánh rất là thơm rồi đó chị. Chắc là bánh chín rồi hả chị? Đúng rồi, cái bánh này nó chín nó rất là thơm. Em làm bánh á, em không có giấu được hàng xóm nha. Dạ. Bánh mình nướng xong á thì mình để cho nguội đem ra cho người nhà thưởng thức ha. Dạ. Khi cái bánh mình nướng xong nó sẽ có rất là nhiều rễ tre nè. Và cái bánh nó có độ mềm, độ xốp và vẫn có độ dai. Thưa quý vị, đây là món bánh bò đường thốt nốt đã xong rồi. Với những cái nguyên liệu rất là dễ tìm và công thức rất là đơn giản. Chúng tôi hy vọng là sẽ giúp quý vị và các bạn sẽ có được thời gian vui vẻ và ấm áp bên gia đình trong ngày cuối tuần như thế này.